Hello, welcome to my channel. Hôm nay mình sẽ chơi 8 tựa game kinh dị, bắt đầu với Granny True. Ok. Các bạn xem, nhớ cho mình một like và một subscribe nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Theo mình được biết thì mấy tựa game này đều do đúng một người sản xuất thôi các bạn ạ. Rất là giỏi luôn. Từ chapter 1, 2, 3 và cả Slenderina nữa thì đều là một người sản xuất luôn. Quá đỉnh luôn. Ok, let's go. Day 1. Wow. Hiện tại là mình đang trong một căn phòng. Trước tiên là mình sẽ phải dùng lockpick, hot to pick select, mở cửa hơi lâu. Có cái gì đây này, mở luôn gọi nè. Hello, hello, Grandpa. Say you. Ok, lên trên tầng rồi. Wow, bà Granny này các bạn ơi. Hello, Granny. Where are you? Rồi, chúng mình sẽ đi thông quan nha các bạn nhá. Wow, đó là Slenderina đấy các bạn nhá. Có đạn nhưng mà mình chưa không lấy được súng các bạn ơi. Ô mày ta. Đi sang nhà thôi. Mở túi xem có gì không. Oh my god. Oh no. Wow. Hello. Không bắt được mình đâu. Tại vì mình chưa mốt mà. Bắt tôi hả? Ma nhá. Thôi. Nhưng ông kia đâu rồi ta? Oh my god. No. Ok. True game. Star. Chapter 1.
Wow. Cái gì đây? Chìa khóa này. Yes. Có chìa khóa mở cửa rồi. Mốt à, không có menu à? Mốt này không phải mốt menu các bạn ơi. Không được nhỉ, không bật được cái đấy. Ồ, mình nghe tiếng của bà đấy ở đâu đấy. Nguồn nước là sôi. Dĩa này. Phải cần mật khẩu các bạn ơi. Wow, còn được hầm nữa. Một cái tất. Tất này treo ở đâu đây? Có xà beng rồi. Oh my god. Hey. No. Oh my god. Rồi hết cả này. Tiếp theo là Crash Puppy. Wow, mắt mình rộng. Đúng là nhân vật chạy trốn luôn. Oh, lần này là 5 người các bạn ơi. No. Oh my god. Oh my god. Không thể chạy được. Oh my god.
nó toàn là bây giờ rồi. Lần này thì mình được đi bắt người ta rồi. Let's go, let's go. Kéo à? Đó là gì ta? Người mất kỳ xuống nước rồi. Unity. Wow, đã có người giết nhau không đấy rồi. À, trời ơi, đây là đi ngủ. Đánh nhầm rồi. Chim này chim mẹ 60 phút 7 cái xe mới nổ gì chạm lên rồi
Em năm là xem được bao nhiêu này? Mà chấm à? Ủa lấy cái này để làm gì đây? Bao nhiêu mình rồi? 23 rồi. 23 có tí tiến triển. Oh my god. Chết tiêu luôn. Này một sao các bạn ơi. Ủa. Để sắp bắn mình nhỉ. Bắt tôi đi. Chúng tôi à? Trò này giống như kiểu Vice City ấy các bạn ơi. Lại có một cái sát bắt mình này. Bắt chúng tôi à? Chết tất cả các loại. Các loại cửa sát luôn. Mới tưởng mình không có súng đâu. Multi Alpha 48 người bao nhiêu? Tầm mười mấy gì nổ gì? Connect the server. Các bạn đợi một chút để nó connect nhé. Vừa thức dậy trong một căn phòng. Một cái kim. Đây là kim.
Số là màu đỏ là sao? À, nó là nấp, ok. Nam là hơi tối. Cửa này mình đóng rồi. Tối quá, trong này tối quá. Đây là Red Room Toilet. Mắt này tối đang nghĩa là phải cho đèn chứ nhỉ. Tối o mà. Mình sẽ cần key card các bạn. Xem trong đây có gì không. Có này. Không lấy được cái này này. Khó nhỉ. Game ảo thế nhỉ. Cái chung là tối om đi. Fuck. Giải thích của mình ban đêm trên game PC cũng là một trải nghiệm tuyệt vời các bạn ạ. Đó. Yes. Tiếp tục này. Ok. Chúng ta còn đợi một chút cho game nó lát này. Rồi. Lại ở trên một nóc nhà mình sẽ dùng crowbar. Yes. Đi qua đây nha. Oh my god, tự nhiên lại bị rơi không mấy cây. Tỉnh dậy đi nào. Rồi. Bị nhốt trong đây luôn. Lucky. Chỗ này không ra được. Nhưng mà chỗ này thì được. À. Đây nó biết. Chúng ta sẽ đi đặt bom để tiêu diệt hai người ở trong game này. Grand Ba mới này. Ui, đây này, ông này. Yes. 1 phút 30 giây. Nhưng mình nhớ là còn ôm này coi. Rồi xong. Giết được một con thì một con nữa giết mình. Ok, tiếp theo là Poppy Playtime Chapter 2. Một game. Đây. Last. Game mà sao nó lại là thành chơi từ đầu ta. Không sao, chơi từ đầu thì chơi từ đầu. Yeah.
rồi. Mình xin kết thúc video tại đây. Bye bye.